Tạo dự án Node.js thì làm như nào đây? Các bạn khác tắt mic để cho Tạo Tuấn ra trình một bày. file thầy, tạo ra một file đã. Tạo ra một thư mục đã, thư mục đây gọi là thư Vâng, mục. thư mục. Ừ, hôm nay là Folder. folder đúng không? Review. Có Vâng. review. Khoan. Ok, tiếp theo làm gì nữa? Ấn vào cái đấy, ấn vào folder xong ấn Đúng CMD. rồi. Cũng thuộc bài, cũng thuộc Tiếp. bài. Cốt cách, cốt chấm. Cốt chấm. Tiếp. Còn đơn Xong căn chôn ngã, căn chôn ngã. Tiếp. căn chôn ngã npm cái gì NPM. nhỉ? Init. npm init Con init enter đúng không? view. Rồi, z. Yeah. Rồi, tạo ra backit cho Madison rồi. Bước tiếp theo làm gì nữa? Ấn vào backit JSON nó sẽ có mấy cái như là main có tên tên của tên tạo ra file HTML. Ừ, tạo file HTML. Tạo file HTML này. Chấm HTML. Được chưa? Ưng chưa? Đúng ý không chưa? Rồi. Ừ, tiếp. Xuống cái gì gì xuống cái gì ăn xuống cái gì view thầy. Review đây. Cái gì Sao sao lại trừ nịt mẹ HTML ở đây này? trừ trừ gì Bạn hơi đỉnh nhỉ. cái chỗ dưới review thầy mà cái chỗ căn chôn ngã này. Ừ đây, sao gõ gì tiếp? Tiếp đi. Gọi là model gì Bạn đây, thấy đợi, để đợi bạn nhìn vào sách đã. thôi ra ngoài rửa mặt đi, tự vào mặt mình đi để tỉnh ngủ đi đã. Rồi bạn khác Xuân Hiếu nào, Xuân Hiếu, Nguyễn Xuân Hiếu bật mic lên. Xuân Hiếu bật mic Em lên. đây ạ, dạ em đây ạ, em đây ạ, Em ăn cơm chưa? em chưa ạ. Thế Ơi thì lại cái đấy hình như hơi ấn khó chịu, bước tiếp theo. hình như ấn người npm quá đi. install cái gì thầy. NPM install gì? Npm Chó của bạn toàn cơm. install backit à, Lại đến than đến thiên. phải có gì nhỉ, Express, Express, Đúng rồi, chúng ta phải cài đặt cái module Express vào bằng cách gõ npm installer. install Gì nữa? express, Express. xếp. Trừ trừ save đúng không? Ok. Yeah. Đấy. Mình có cần phải cài thêm cái nốt mon Rồi, không? theo dõi à? Ừ, đúng rồi. Doraemon Đây, đây, có phải cài có. Doraemon nhá. Cài như nào nhỉ? NPM NPM installer đúng không? install Trừ Nodemon, à g, trừ P, trừ trừ g, trừ g, g, trừ Nodemon, g, Nodemon, Doraemon, enter phát là tự. Doraemon. Tự gì? Vào việc ngay. Ok luôn nha. Ok, hôm bước tiếp theo này, bây giờ mình tạo cái file là file index đúng không? File index hoặc là file app.js. Đấy. Click vào đây tạo file này, app.js. Khi mà thầy thầy đổi app.js thì ở trên cái file backit này thì phải đổi nó thành cái gì ạ? App.js. Rồi, đúng rồi. Đấy, coi như là cấu hình như vậy là xong rồi. Bước tiếp theo là code. Thế đầu tiên chúng ta sử dụng cái module là Express đúng không? Thế thì bây giờ gõ như nào đây? Cái gì Tuấn đâu nhỉ? Và Ừ, và thôi được. và Thôi được, gọi bé Toàn cũng được. Toàn. Toàn đâu? Toàn Nguyễn đâu? em đây thầy ơi, Em ăn cơm chưa? em vừa ăn xong, em vừa Rồi, đá thì cái anh đọc Bao đi. to tướng rồi. Đọc, đọc, đọc. Và thầy ơi, Và. Express Express. Đây được gọi là cái bằng gì em? Đây được gọi là cái gì? hàm thầy ạ. Hàm đâu? Và mà là hàm à? Và là cái gì? Khai báo. Khai báo. Khai Khai báo. báo, khai báo, khai Khai báo báo cái thầy. gì?
Express. Nhưng mà express nó được đọc là cái gì? Đây là được gọi là gì? Biến này hàm hay biến. Là cái gì? Biến đúng không? Đúng. Tiếp. Bằng require. Require đúng không? Require. Tiếp. Mở ngoặc ở trong ghi là express. Đúng. Tiếp. Chấm phẩy một cái xuống dòng. Khai báo một cái biến. Nhưng mà lại khai báo ba tiếp hả thầy? Đúng rồi, khai biến một biến app. Cái app này bằng chính cái express vừa rồi đúng không? Đấy, được chưa? Bảo ngoặc, chấm phẩy xuống dòng app. App. Chấm use. Use cái gì? Use sớm thế. Ơ. Thôi. Hơi sớm mà thầy. Bạn đã bị loại. Loại luôn phòng gửi xe thầy. Tắt mic đi. Mic up. Mic up. Để em cho. Được, Xuân Hiếu tiếp tục đi. App.get thầy ơi. App chấm gì? Chấm get hả? Như này đúng không? Vâng. Cái này. Cái này thì được gọi là cái gì? Cái này gọi là... Chúng ta đang chuẩn bị làm gì đây? Định nghĩa. Router. Đây gọi là router. Nhưng mà trước khi mà vào định nghĩa router ấy, thì mình nên mở cổng đã. Đúng không? Mở cổng bằng lệnh nào nhỉ? Mở cổng bằng lệnh nào đây, Vinh? Vinh Vêu. Em ở đây. Đúng rồi, mở cổng bằng lệnh gì nhỉ? Bằng cái cú pháp là gì nhỉ? App chấm gì? Listen. Đúng rồi. Listen. Không phải. Tiếp. Listen. Ba nghìn. Đúng rồi. Listen. Đấy, đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Sau đây giờ mình sẽ xây dựng router này. Lại nhìn lại cái mô hình MVC vừa rồi nhá. Đây, mô hình MVC vừa đấy đâu nhỉ? Đấy, mô hình MVC này. Copy ra. Thôi bây giờ ôn tập một tí đã. Là tức là thầy sẽ gọi đến cái... Thầy tạo một cái router để mà vào được trang chủ. Khi mà client gửi yêu cầu lên là localhost 2.3000 thì thầy sẽ phải trả nó về một cái trang giao diện gì đấy. Thì làm như nào nhỉ? Câu này hơi khó đấy nhỉ? Tóc xanh tóc vàng. Tóc xanh tóc vàng. Hiểu ý tưởng không? Hiểu câu hỏi không? Hiểu gì ạ? Tức là mấy ông khác up mic đi. Mic up. Rồi, đây này. Ý của thầy là bảo là làm bây giờ bước làm tiếp theo để mà khi người dùng gõ vào chữ localhost 2.3000 đấy, enter một cái thì nó dẫn đến một cái giao diện, nó trả về đây một cái giao diện, trả dưới client một giao diện, gửi đến server nó yêu cầu như này nhá, và server sẽ xử lý và trả về bên client một cái giao diện, thì làm như thế nào? À, tạo một một trang HTML riêng. Ở đây coi như là vừa lấy ông Tuấn ông tạo hộ rồi đúng không? HTML cancel cách H1 home. Đấy, được chưa? Tiếp. Rồi. Bên này viết như nào tiếp? App. Chấm get. Đúng rồi, đấy, chấm get. Tiếp. Mở ngoặc. Dấu hay. Đúng chưa? Ngoặc đơn. Đúng không? Rồi tiếp đi. Vâng. Ngoặc đôi thầy đó, ngoặc kép thầy. Ừ. Ngoặc kép ấy. Ngoặc này được chưa? Vui chưa? Rồi thầy. Rồi tiếp. Này. Red. Cái gì red chứ? Tiếp theo là phải hàm, đúng không? Mở ngoặc hàm. Ừ, red. Yeah. Phải. À, red request trước. Red request. Xong đến respond, đúng không? Red. Rồi, trỏ đến. Không. Bằng. Xoắn hàm mũi tên chứ. Red. Rồi, red. Chấm. Send file. Mở ngoặc. Gạch ngang trừ điên em đúng không? Vâng, điên em. Gì nữa? Cộng. À, ngoặc đơn. Làm gì có ngoặc đơn, đây là nháy. Nháy đơn. Ừ, tiếp. Suộc đến cái trang HTML ấy. Ok, rồi thử luôn. Chạy lên đáng đúng không? Gõ lốt mon. Úi giời, cái xử lý nó đây này không? Copy nên trên mạng tìm đúng không? Cái này nó có bằng... cái dòng lệnh gì vào ấy. Đúng rồi. Có cái lệnh. Lệnh này đúng không? Đây đúng không? Đấy. Bình thường các bằng máy các bạn làm một lần thì được rồi, nhưng máy này nó đã bị đóng băng cho nên là mỗi hôm chúng ta phải làm lại một lần. Rồi bây giờ chúng ta chạy tiếp node mon enter. Đấy, được chưa? Mở cổng. Ok. Tức là mở server ấy. Rồi. Bây giờ chạy này localhost này. Hot 2.3000
Enter. Đấy, nó trả về home rồi đúng không? À. Ừ, được rồi. Cộng ngay cho bé tóc xanh tóc vàng 0,5 điểm. Vui không? Vui thầy, được cộng điểm không, là vui thầy. Không, vui. Thầy. Tóc... thầy cộng cho tóc xanh tóc đỏ 0,5, cộng cho cả lớp 1 điểm thì vui thầy ạ. Tóc xanh thôi. Tóc đỏ đâu. Ơ thầy. Cảnh đàn. Thầy. Nói. Hôm qua em xin thầy nghỉ mà thầy cho này mà thầy. Không biết. Thầy chưa mở lại, bạn đã thì bạn bị out rồi. 0,5. Đấy, có cảnh đạt thôi, cảnh đạt thôi, không phải văn đạt thôi. Đúng, đúng. Thôi thêm 16 nó cái gì đấy nữa. Đâu, cảnh đạt đâu, cảnh đạt có chỗ nằm chỗ nào, chỗ này. 12 thầy, 12 thầy. Rồi. Sáng đi. Ờ, hôm qua em xin thầy em ấy. Không biết đi mà. Trốn học hay bỏ học. Buồn thầy. Đấy, thì cái lại mở lại cái mô hình này. Đây, bây giờ ông nào trả lời được thì tôi lại cho hẳn một điểm luôn này. Bị nha. Bây giờ này, tắt mic up. Thầy hỏi nhá. Cái máy tính này này. Được chưa? Thì ở trong cái phần ứng dụng của mình đang chạy thì nó ứng dụng với cái gì? Nó tương ứng với cái gì? Router. Cũng đúng. Rồi, tiếp. À, đây này, các bạn nhìn cái mô hình MVC này. Đây là mô hình MVC đầy đủ. Tức là có phần model này, controller này, view này. Nhưng mà ngoài ra nó còn có thêm một cái routing nữa để điều hướng nữa. Và ở đây cái máy tính này nó được đại diện cho phía client, đúng không? Tức là cái máy tính này này là chính là chúng ta đang ngồi dùng cái này. Đấy, mà cái máy tính này nó phải cần có một cái trình duyệt các bạn. Trình duyệt đây này, được chưa? Thế thì thầy hỏi này, khi mà người dùng ngồi cái máy tính, người ta truy cập vào localhost 2.3000 thì tức là người ta đã gửi một cái gì lên server nhỉ? Gửi một cái gì này? Request lên server và nó thông qua cái gì? Gửi thông qua cái gì nhỉ? Router. Rồi. Thế bây giờ ông nào giơ tay nhá. Bây giờ giơ tay để trả lời này. Cái chỗ nào nó tương ứng với cái router? Xuống. Rồi, ông nào phải giơ tay nói rồi. Em là cục cam mà giơ tay. Không cần. Đi. Ông khác giơ tay đi. Router. Router tương ứng với cái gì ở trong cái trường này? Đây chính là cái trường hợp mình enter cái này. Đấy, thì router này. Đấy, suộc đúng không? Rồi, ông suộc. Ông nào phải giơ tay lên cơ mà. Đùa. Em giơ tay thì còn nhìn đâu. Giơ nào, giơ lại đi để tôi xem nào. Rồi, ông gì nhỉ? Ông Hiếu đi, Xuân Hiếu đi. Đó thầy ơi. Cái router ở đây nó là cái nào thế? Nó tương ứng với phần nào? Router là cái app đúng không? Là điện thuyền. Xuống index. Rest. Xuống index đấy thầy. Đúng không nhỉ? Chắc đúng rồi. Không phải đâu. Thôi, loại. Không phải cái RIS chấm trên file không phải. Là cái xuống đấy. Đúng rồi, là cái xuống còn gì nữa? Xuống còn gì nữa? Mà bảo xuống index. Thằng này đã tắt à, tắt tiếng đi rồi mà vẫn nói à. Kích ra bây giờ. Không có cam thì không. Ông khác. Có ông nào làm được không? Kim Trung thế nào? Kim Trung làm gì đây thầy ơi? Làm gì thầy? Thôi không có cam đừng nói. Kim Trung. Cái router nó tương ứng với phần nào trong đây? Cái này chéo rồi thầy. Đúng rồi, đây này. Cái get này là phương thức nhá. Cái get này là cái method này. Là cái phương thức để gửi cái request lên. Được chưa? Mic ổn không ạ? Rồi bạn ơi. Rồi, cái này là cái gửi. Đây này, phương thức này. Get hôm trước chúng ta có mấy phương thức nhỉ? Một cái là get, một cái là gửi từ form lên dùng cái gì đấy? Port đúng rồi, đấy. Đây. Đúng rồi. Còn cái routing ở đây đấy, nó chính là cái này này. Trong cái phương thức get này nó có hai tham số. Tham số thứ nhất là tên routing. Đây là đổi tên này á? Ừ, tên routing này này. Đấy, đây tên. Hay là mình có thể ghi là dấu chữ home ở đây này. Đấy, được chưa? Đó. Nào, đây là đổi cái này á? Thằng nào cứ nẩm bấm nhỉ? Còn mặt là, Dương Tuấn còn đây à? Dương Tuấn. Tuấn Nguyễn. Học không tập trung gì cả, trừ 0,5 điểm thôi. Thầy. Cái gì hả thầy? Dương Tuấn thầy. Dương Tuấn đúng không? Tên ở đâu nhỉ? Chưa bị trừ à? Quốc Tuấn đây đúng không? Đúng. Quốc Tuấn gì hả thầy? Đúng. Ô. Không cãi. Nói điên thiên. Nói điên tha điên thiên. Ô. Em nói cái gì đâu?
Đặt thường thêm mic cũng không phải 5 điểm cái tội gì đâu. Tiếp. Cứ thế thôi. Thế này. Đây. Không biết tại sao mình trừ. Hại muốn trừ nó rồi. Cái tội cãi. Trừ thêm cái tội cãi rồi ạ. Tiếp này. Routing này này. Là cái này đúng không? Còn cái controller thì lúc này nó chính là cái phần này này các bạn. Đấy. Controller này. Đấy là cái hàm này này. Được chưa? Vâng. Đấy. Thế thì nhìn ở trong đây chúng ta có cái model nào chưa? Nhìn trong đây có model không? Không thế. Không đúng rồi em. Cho em 0,5 điểm luôn. Đấy. Cho toàn thế. Bé toàn. Đâu? Bé toàn trên cùng cái. Đúng rồi. 0,5 điểm là đúng rồi. Cái model này chưa có đâu nhá. Model này chúng ta chưa có bởi vì các bạn nhìn này, model này nó thao tác với dữ liệu mà chúng ta đã có dữ liệu chưa? Chưa hề đúng không? Chúng ta chưa hề có dữ liệu. Mà cái mô hình này chúng ta chạy là gì? Khi mà người dùng truy cập vào localhost 2.3000 thì tức là gửi một request lên server này. Thông qua cái routing là suộc này, thì thằng này nó cái routing đấy trên server nó sẽ hiểu là nó sẽ biết là cái routing nào và gọi đến controller nào, đúng chưa? Gọi đến controller nào. Và cái controller này nó sẽ làm cái công việc là điều hướng. Ví dụ nó nhận được một cái yêu cầu là xem về cái giao diện trang index thì nó sẽ trả về view luôn. Đây này, đây là view của chúng ta này. HTML là view, được chưa? Đấy, nó sẽ send file này, nó gửi về một cái file HTML trả về phía client để chúng ta nhìn thấy cái giao diện có chữ là đây là trang home ấy. Được chưa? Còn đối với một yêu cầu mà liên quan đến model thì nó sẽ thao tác với cơ sở dữ liệu. Đấy, thì hôm trước chúng ta học đến phần này rồi. Còn phần này nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái phần xây dựng được cái này. Được chưa? Đó, thế bây giờ này. Thế thì như thế này ấy, thì nó chưa được chuẩn cho lắm. Thực ra viết như này cũng được luôn rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta xây dựng ra một cái dự án ấy, thì chúng ta nên tách nó ra thành các cái phần. Đây người ta gọi là nó dựa vào cái sơ đồ này, cái mô hình này để nó xây dựng ra cái cấu trúc của dự án. Đấy, để chúng ta quản lý cho nó dễ. Thì khi mà chúng ta bảo trì hay là chúng ta có một cái thay đổi gì ấy, thì chúng ta sẽ tìm những cái phần đấy nó dễ hơn. Được chưa? Cho nên hôm nay thầy sẽ bố trí cái thư mục dự án này của chúng ta nó theo một cái mô hình MVC như thế này luôn. Được chưa? Đấy. Được. Còn buổi hôm sau nữa là chúng ta sẽ kết nối với database thì chúng ta sẽ sử dụng đến thằng model này. Được chưa? Đã bắt đầu nhá. Bắt đầu này. Đầu tiên chúng ta sẽ kích vào chuột phải vào đây và tạo cho thầy các cái thư mục để chúng ta chứa. Ví dụ đầu tiên chúng ta có router thì các bạn tạo ra một thư mục có tên là router đã, router có S. Đấy. Router có S cái thôi không S, router này. Được chưa? Tiếp này, tạo ra một thư mục nữa để chứa cái controller đúng không? Kích ra ngoài nhá. Sorry cái này xóa cái này đi. Ở cái này. Đây kích vào đây này. Kích cái vùng đen đen này này, được chưa? Kích vào cái new folder và tạo ra là controller. Đấy, controller này. Đấy. Tiếp một cái nữa là chúng ta tạo ra một cái view đúng không? Tạo ra một cái view. View có S đi. Đấy, được chưa? Ý tưởng là gì? Cứ thằng nào liên quan đến view thì chúng ta sẽ ném vào trong đây. Thằng nào router chúng ta ném vào trong thư mục này. Thằng nào liên quan đến controller chúng ta ném vào đây. Ngoài ra chúng ta cần nhìn cái sơ đồ này này. Chúng ta cần có thêm một thằng nữa. Đây là model. À, kích vào đây. Tạo tiếp một thư mục có tên là model. Đấy, model. Ok. Thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta tách được ra? Tách được ra bây giờ. Thứ nhất, chúng ta sẽ định nghĩa cái router trước. Ở trong cái router này chúng ta sẽ tạo ra một file có tên là home.router.js đúng không? Đây là cái file viết như JavaScript thôi, như bình thường thôi. Đấy, cú pháp của JavaScript thì chúng ta viết vào đây. Được chưa? Thế thằng này tạo ra làm gì? Thì các bạn sẽ liệt kê tất cả những cái router nào mà nó có ở cái phần home này. Ví dụ như phần home thì nó có cái router là trang chủ này, rồi là dấu suộc là trang chủ này, dấu home cũng là trang chủ này. Rồi là about này, contact này, vân vân vân. Đấy, đúng không? Thì chúng ta sẽ ném hết nó vào trong đây. Tóm lại là của thằng nào thì của thằng là định nghĩa router của thằng đấy. Chẳng hạn như chúng ta định nghĩa thêm một router nữa của thằng sản phẩm này. Đấy, new này, product.router.js. Đấy, chúng ta sẽ tạo hết nó vào đây. Ô sao lại thằng này có. Xóa đi nhá. Tạo tiếp một thằng ở đây nữa này. Product.router.js. Đấy. Thế thì bây giờ trở lại thằng home này, làm sao để chúng ta có thể copy được cái router này vứt sang chỗ này. Thế thì để đầu tiên ấy,
mà muốn sử dụng được viết như thế đấy thì chúng ta sẽ tách nó ra. Chúng ta sẽ không viết tất tật ở app này nữa, bởi vì viết ở app này thì nó dài quá. Ví dụ chúng ta định nghĩa ra home này, rồi lại có một cái suộc này, rồi tiếp tục lại có cả cái about này, đúng không? Rồi contact vân vân, nó nhiều quá. Đấy, contact nữa đây. Đấy, nó nhiều quá thì thầy không muốn như thế, mà thầy sẽ muốn ném hết cả những router nằm ở trong này, được chưa? Để cho nó gọn gọn đi. Đấy. Thế thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta có thể định nghĩa được một cái router như thế, đúng không? Thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần cắt ra thôi. Cắt cái router ấy ra, được chưa? Cắt này, nhìn thấy cắt này. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ phải copy cái này đã, copy cái này vứt ra này. Ctrl X này. Đấy, Ctrl Z ạ, X luôn đi được. Thôi, Ctrl C đi, Ctrl C nhá. Đấy, sau đó vào trong cái phần home router này, các bạn paste nó vào đây. Đấy, được chưa? Sau đó chúng ta lại quay trở lại cái này. Đây là home đúng không? Home thì nó gồm những cái router này đúng không? Thì tôi sẽ copy tân tật nó, copy Ctrl X, tôi thả nó vào trong cái router này này. Đấy, được chưa? Đó, hiểu không? Thế nhưng mà cái này ấy, thì này là app, cho nên là chúng ta không sử dụng được như vậy. Thế thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng ra một cái thằng đấy là cái router. Cái thằng Express này ấy, nó cho các bạn có một cái đối tượng là router. Cho nên chúng ta sẽ khai báo và cái router. Và này, router bằng cái đối tượng là express.router. Router này này. Đấy, được chưa? Rồi, thì thay vì cái app này ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái router chấm. Đấy, router chấm, router chấm, router chấm. Được chưa? Thế thì câu hỏi là bây giờ này, bây giờ nếu mà thầy quay trở về cái ứng dụng của chúng ta chạy localhost 2.3000 như này thì liệu nó có còn không? Enter này. Đấy, nó sập luôn, nó bảo không tìm thấy đúng không? Bởi vì bản thân là trong cái app chúng ta có cái gì không? Trong cái app mấy lúc này có cái gì không? Không có cái gì cả, không có cái router nào nó giấu suộc cả. Có đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng đúng đúng, đúng không? Đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải giống như các bạn viết là một file khác thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta viết file khác rồi, chúng ta muốn bê cái thành phần này thả vào trong đây. Thế thì trong TypeScript chúng ta học rồi là muốn một thành phần khác có thể sử dụng được thì cái thằng này nó phải làm sao nhỉ? Nó phải thực hiện export. Rồi. Thế thì chúng ta sẽ có cú pháp như sau trong Node.js này: module.export bằng cái router. Tức là chúng ta export cái biến này ra. Đấy, export biến router này ra. Được chưa? Ok chưa? Đấy, đấy các bước nhá. Bước tiếp theo. Thế thì sang bên này ấy, muốn sử dụng được thì chúng ta phải dùng cái gì nhỉ? Muốn sử dụng import nó vào. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải import nó vào thôi. Đấy, rất là đơn giản là import nó vào. Thế thì ở trong Node.js ấy, thay vì chữ là import thì chúng ta sẽ có cái này. Đấy, các bạn sẽ có cái này này. Khai báo vào một biến và home router home đi. Router home. Xịt trừ nhá, home này. Bằng cái gì này? Thay vì import thì nó dùng cái gì này? Gì nhỉ? Gì quài à? Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái file là home.router.js. Thì các bạn sẽ viết là đi, nhìn này, nó đi từ cái app mà đi vào router thì chúng ta sẽ phải đi vào như nào nhỉ? Chấm chấm suộc Nguyên Thuyên. Chấm suộc Link thẳng vào luôn. Đúng rồi, link thẳng vào luôn. Router suộc plug a home router đúng không? Enter. Đấy, được chưa? Rồi, xong. Sau đó chúng ta sẽ phải có một thằng người ta là sử dụng đúng không? Sử dụng cái router này này. Đấy, chúng ta sử dụng router này này. Thế để mà sử dụng được router này ấy, thì chúng ta sẽ có từ khóa có tên là U này. À cái gì nhỉ? App chấm U. Nó sẽ sử dụng là nháy một cái, sau đó các bạn dẫn đến cái router mà chúng ta muốn sử dụng ở đây là router có tên là home. Được chưa? Đó, thì lúc này nó sẽ chạy này. Nó bảo gì đây này? Nó bảo làm sao? Cái thư mục này lúc này tìm đến nó không có nữa các bạn. Cái thư mục này review này, router này, index.html, bởi vì nó nằm ở trong tận là chỗ này cơ. Nhìn này, nó nằm tận chỗ này cơ này. Nó nằm ở trong cái thư mục router mà mình đi đường dẫn như này thì liệu có đúng không? Không. Không đúng rồi nhỉ. Yeah. Thế mình đi như nào? Đi xong cái lẫy thầy. Đi thẳng vào thôi thầy. Đi thẳng. Chấm suộc vào luôn. Vào luôn đúng không? Chắc không?
khá là chắc rồi này. Chắc chắn không? Chắc chắn, chắc chắn. Không 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 không. Rồi thử nha. Để đi vào index luôn hả? Ok, đi vào index luôn. Rồi chạy này. Ốc ồ. Đấy bảo không thì phải đi ra đã thầy. Lại phải đi ra à? Ờ ok đi ra. Là chấm chấm suộc à? Có phải không? Chấm suộc thầy ạ, chấm suộc. Chấm suộc hay chấm chấm suộc? Thì xóa luôn cả đi xem nào. Xóa cái gì? Cả cái index đi xong rồi đi từ từ thôi. À đi từ từ đúng không? Ok đi từ từ. Chấm chấm suộc à? Suộc. Xong vào đó. Gì? Index.html. Index.html. Ok. Ai chà. Là vẫn đi qua thằng router này biết vì sao không? Bởi vì là cái trừ trừ điên êm này này thì nó phát hiện ra cái thư cái, đây là cái đường dẫn tuyệt đối. Nó nằm cái này điên êm này nằm ở đâu thì nó dẫn đến cái này luôn. Có hiểu không? Hiểu đấy. Ok, cho nên chỗ này không xử lý được ở đây. Thế xử lý như nào? File name. File name à? File name. Thôi được rồi. Bây giờ thầy sử dụng cái khác đúng không? Bây giờ thầy sẽ sử dụng một cái người ta gọi là view. Được chưa? Đấy, thầy sẽ xây dựng cái lớp view này này. Bây giờ chúng ta không làm cái kiểu kiểu cho mèo này nữa, không send file nữa, mà chúng ta sử dụng đến một cái template của thằng Express. Đây, search này, template của Express. Đấy, Express nhá. Các bạn search từ khóa có tên là EJS. Đấy, được chưa? Đó, các bạn kích vào đây. Đây này, cái template của nhưng mà thằng này không không dùng cho chúng ta dùng cho Node.js đúng không? Thì các bạn phải search từ khóa nó Node.js. Đây. Enzyme với. Đấy. Thì các bạn nhìn này, đây này. Đúng không? Nó sẽ gửi đến render ra cái file nào đó. Thì chúng ta sẽ làm nó nhanh hơn, đúng không? Chúng ta không cần biết là các bạn vất ở đâu nhưng mà nó sẽ render ra như vậy. Thế thì ở đây chúng ta trước hết muốn dùng được cái template này, template của thằng Express này này. Template engine với cái Express thì các bạn sẽ cài cái đây là cài cái book à? Book à? Cái này khó dùng lắm. Bởi vì sao thầy bảo nó khó dùng? Bởi vì các bạn nhìn thấy cấu trúc, đây là cấu trúc HTML của nó này. Các bạn nhìn có hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Mà chúng ta đang học quen với HTML. Thế thì chúng ta sử dụng thằng khác nhá. Các bạn dùng thằng khác này. Các bạn npm install ejs. Đúng. Đây, chúng ta sẽ cài đặt thằng khác. Đây là npm install EJS chữ save đúng không? Rồi, cài thằng đấy vào cho thầy. Ngắt server một cái, Ctrl C, cài npm install gì nhỉ? EJS save enter. Rồi, nó sẽ cài đặt. Rồi, sau khi cài đặt thành công rồi thì các bạn kích vào chữ backkit.json. Chúng ta ở đây có EJS phiên bản là 3.1 đấy, các bạn nhìn thấy không? Được chưa nhỉ? Đây này, ở backkit.json có cái phiên bản 3.1. Thế cái bước tiếp theo của chúng ta là làm gì? Chúng ta sẽ tất cả những cái view ấy, những cái file liên quan đến index.html thì lúc này chúng ta sẽ tạo ở trong cái thư mục view có s này này. Đấy, chuột phải vào view có s. Chúng ta ghi là index hay là home đi. Home chấm. Bây giờ nó không phải .html nữa mà cái view của nó là .ejs. Đấy. Đó chưa? Thì chúng ta chỉ copy hết cái thành phần html này vào thôi, Ctrl X luôn này. Được chưa? Các bạn thả vào đây này. Đấy, đây là trang home này. Tương tự như thế các bạn có thể tạo ra nhiều trang đúng không? Copy này. Đấy, thả vào đây, page. Đã copy. Hả? Copy này. Page. Ai, đổi. Thầy kéo thẳng vào luôn được mà, thầy kéo thẳng vào luôn được mà. Zip name. Đổi nó thành gì nhỉ? About. Đấy, thầy sẽ tạo ra tạm hai trang này thôi nhá. About này. Enter. About viết. About, được chưa? Đấy, cái này là about. Rồi, xếp vào. Giờ, thế thì các bạn này trở về, bây giờ cái index này vứt đi, xóa cái này đi. Đấy, được chưa? Quay trở lại cái app này. Thì bây giờ tất cả cái view của các bạn nó có tên là EJS. Đây thầy giới thiệu cho các bạn thêm cái view này thôi nhá. Cái view template này ấy, để làm gì? Để chúng ta tương tác cho nó dễ. Được chưa? Mấy buổi đầu thì cứ tương tác cho nó dễ đã. Đó, chứ còn cái môn này của chúng ta mục đích không phải là chúng ta làm một cái phần mềm quản lý bằng Node.js, mục đích không phải như vậy mà mục đích của chúng ta là tạo ra được API cơ. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ nghịch một tí bởi vì chúng ta có nhiều thời gian mà. Đúng không? Đấy, tiếp theo này,
Thế làm sao để đổ được về cái hôm này? Thì các bạn lại quay trở lại đọc cái document của nó này. Nó bảo gì? Bước tiếp theo là ông dùng cái gì này? App.set, đúng không? Đây này, app.set. Tức là chúng ta set cái view enzyme. Mặc định của thằng Express thì nó sẽ là cái view enzyme của nó sẽ là cái thằng BUBG này. À không phải BUBG, BUG, đúng không? Thế thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ set cái đấy vào. Đây, đúng không? Đây, nhìn này, nhìn tôi set này. App.set view enzyme. Và bây giờ chúng ta không phải BUBG nữa mà là EZS. Được chưa? Để nó hiểu là a, cứ nhìn thấy cái chấm EZS này tôi hiểu đấy là một cái view. Được chưa nhỉ? Đó, rồi ok. Thế thì sang cái home router, router này. Được chưa? Thì thay vì cái send file này thì chúng ta sẽ ghi là red chấm gì nhỉ? Render, view. render này. Nhìn thấy không? Render đấy. Các bạn nhìn thấy render này. Red.render. Và nó chỉ cần cái gì thôi nhỉ? Mỗi cái gì đây này? Index đúng không? Tên của cái file gì nhỉ? Tên của file gì? Của file view đúng không? Thì chúng ta muốn đẩy về trang home đúng không? Thì chúng ta cái view chúng ta đặt tên là gì đây này? Home đúng không? Thì đi ghi vào đây nào, home. Chưa? Ngoài ra các bạn có thể gắn thêm biến vào đây nữa. Chuyển biến sang đây này. Đấy, gửi biến sang đúng không? Ví dụ chúng ta có một cái biến là title này. Hai chấm này. Giá trị này. Đây là biến này, biến nhưng ở đây nó kiểu gì ạ? Kiểu đối tượng nhìn đây không? Kiểu đối tượng này, có dấu xoắn này, đúng không? Ví dụ title là đây là home. Home. Đúng không? Đấy. À, tiếp. Ví dụ đẩy về about, about thì chúng ta gọi về, à, cái này cũng tương tự nhá, copy xuống cho cái thằng kia nữa, copy xuống cho thằng này nữa. Đây này. Đấy, copy cả cho thằng home này nữa. Và xóa thằng contact đi, chúng ta không có contact, đúng không? Thế about thì chúng ta sẽ render đến cái view nào các bạn nhỉ? About thôi. Và chúng ta sẽ chuyển một cái biến ra đây là about thôi. Đây là about. Node mon để dịch. Hay. Sau đó chạy này. Truy cập. Đấy, đây là home này. Thế làm sao để in được cái biến ra các bạn? In được cái biến ra ấy. In được cái biến này, cái biến title vừa chúng ta gửi sang ấy, đây này, gửi biến này, biến ở đây là đóng vai trò là router nhá, thằng này là controller này, nó controller này nó sẽ gửi về view đồng thời nó có thể trả về view cả một cái biến nữa các bạn, đây đây là biến này, được chưa? Thế làm thế nào bây giờ? Đơn giản lắm các bạn, mở cái này ra cho thầy, cái view này này thì nó sẽ có cú pháp in biến như sau, dấu xoắn, ngọc quặng, à không phải dấu xoắn, sorry. Đây, được chưa? %%. Đây là cú pháp in biến của nó. Được chưa? Bằng cách ra một cái tên biến, title. Title viết nào nhỉ? Tít lè. Nè. Rồi các bạn new vào. Rồi sau đó các bạn nốt lại trang thì chúng ta sẽ được cái chữ là đây là home. Các bạn nhìn thấy không? Được chưa? Nhìn thấy không? Nhìn thấy thế. Cái title này thường người ta sẽ đưa vào đây này các bạn, đưa vào cái title này này. Đúng không? In vào cái biến title này này, Ctrl X luôn này. Thôi in vào dưới kia cũng được nhá. Hình dung thôi. About thì tương tự như thế, chúng ta cũng sẽ có cái gì nhỉ? %%, dấu bằng và biến là title đúng không? Title thì các bạn sẽ in này. Đấy, các bạn truy cập vào cái router có tên là about này, xuống about này. Đấy, đây là about. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy nhá. Ok. Đấy. Thế thì làm tiếp. Thế thì chúng ta chưa có cắt controller ra các bạn. Đây là controller này, đây nè. Đây controller này nhá, nhìn này. Đây là router. Vậy thì làm sao chúng ta cắt được cái controller này ra thì mới là điều quan trọng, được chưa? Thế thì các bạn lại trong cái file controller này, các bạn sẽ tạo ra cho thầy một cái file có tên là controller. Đấy, mình đặt tên nó là home controller. Đấy, nhìn thầy đặt tên nó có chuẩn quốc tế không? .js. Không thế. Không thì thôi. Đấy, home.js này. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Chúng ta sẽ copy cái thằng kia sang. Đây này, từ cái home controller à home router này chúng ta sẽ copy cái thành phần này sang này. Đấy, copy thành phần này sang. Thế để trước khi để copy thành phần này sang ấy thì chúng ta cũng giống thằng router này này. Là chúng ta tạo ra một biến đúng không? Thì thằng home controller này chúng ta controller thì nó chính là một cái xử lý cái logic ở bên trong đúng không? Tức là nó sẽ điều khiển. Mà điều khiển thì các bạn, chúng ta sẽ liên tưởng đến thằng gì nhỉ? Liên tưởng ngay đến cái gì?
liên tưởng ngay đến cái gì? Ô tô điều khiển từ xa. Trong lập trình đấy, trong lập trình đi, trong lập trình đi. Trong lập trình à? Điều khiển à? Mạch điện tử thế. Lập trình cơ mà. Hả? Người dùng điều khiển. Cái gì? Dùng điều khiển. Quản lý sinh viên môn si. Ở đấy quản lý sinh điều viên đấy tốt. Thì chúng ta viết bằng những cái gì đây? Viết bằng những cái gì? Biết rằng si cộng cộng biết rằng ngôn ngữ si. Biết và viết bằng ngôn ngữ si rồi, nhưng mà chúng ta viết nó dưới dạng các cái hàm đúng không? Vâng. Ừ, thế thì ở đây chúng ta cũng thế, các bạn sẽ khai báo ra cho thầy một cái biến là constant này. Constant. Đấy, tên là home consoner đúng không? Bằng. Consoner. Đúng rồi, bằng ấy, đúng rồi, dấu bằng, chính xác. Nhưng mà bằng ở đây thầy sẽ cho nó bằng một cái đối tượng. Đấy, các bạn nhìn thấy nó bằng một cái đối tượng này, dấu xoắn này. Thấy chưa? Trong cái đối tượng này sẽ có các cái phương thức. Đấy, phương thức thứ nhất là thầy ghi là index này. Đấy, được chưa? Đấy, index. À, cách viết như thế này các bạn có hình dung được không? Ok. Không. Không hình dung ra gì. Thì nó chính là cái này mà thôi. Nó chính là cái cách viết như thế này. Function ở đây là viết cách nhà quê này. Đây này. Export. Export cái Import cái import. Ừ, đặt một cái tên đấy, đặt một cái tên là gì đấy, home này, bằng này, function này. Đây này, mở ngoặc tròn như này này, xong mở ngoặc xoắn như này. Đấy. Nó kiểu như này này, nhưng mà chúng ta không viết kiểu như này nữa. Nó không giống cú pháp của Node.js, người ta cười chết. Đúng không? Ê, đây nó chính là cái gì? Cái này ấy, nếu mà bạn nào quên rồi thì dở lại cái bài JavaScript hướng đối tượng ấy, cái kiểu object ấy, thì trong đây nó chính là gì? Trong một cái đối tượng home này này, container này, nó sẽ có các cái hàm như là index. Đấy, cái hình dung nó là một cái hàm index, được chưa? Hay là viết như này cho gì dễ hình hình này, function này. Được chưa? Rồi. Ờ, viết như này hay viết như kiểu kia? Viết kiểu kia đi. Viết kiểu kia nó mới tây. Kiểu đúng chuẩn như thế. Ừ, viết kiểu hàm mũi tên nó mới tây. Đấy, trong đây vẫn có request và respond. Thì chính là copy từ cái này mà ra thôi này. Copy này, copy, nhìn thấy copy này. Copy Ctrl X. Đấy. Thầy thả nó vào đây này. Ctrl V. Đấy, xong. Xong. Đấy, được chưa các bạn nhìn thấy, được chưa? Được. Ừ. Thế thì nếu mà bây giờ chúng ta không có cái gì điền vào đây thì chắc chắn nó sẽ làm sao rồi? Index rồi. Nó sai rồi. Lỗi. Đúng rồi, lỗi rồi. Thế bây giờ làm sao? Chúng ta phải gọi đến thằng home, gọi đến thằng index này, từ cái home của chúng lại import thôi. Nhưng muốn import thì phải làm gì nhỉ? Import trước. Import trước. Export module.export nhé. Module.export bằng cái gì nhỉ? Home controller. Được chưa? Đấy. Và bên kia muốn dùng thì đơn giản là chúng ta chỉ cần gì thôi? Module.import. Từ từ đã, khai báo một cái biến và home controller bằng cái gì ạ? Gì quay đúng không? Gì quay. Chấm chấm suộc à? Không phải. Chấm chấm suộc à? Đúng rồi. Consoler suộc cái gì nhỉ? Home consoler. Được chưa? Thì cái nút này thay thế bởi là cả cái đống này này, nhìn nó rối mắt, thì lúc này chúng ta chỉ cần cái gì ạ? Home consoler chấm cái gì nhỉ? Đúng rồi, đấy, xong. Được chưa? Nó vẫn chạy nè, vẫn chạy, nhìn này. Đầy na. Nhìn nhá. Home này. Đấy, vẫn chạy như bình thường, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy chưa? Yeah. Ừ, nó vẫn chạy như bình thường này, được chưa? Thế thì ở đây, nhìn này, chúng ta có thể cắt nó sang đây, cũng cắt sang này. Đấy. Thì lúc này chúng ta không cần phải viết lại cái này nữa, nó dài, chúng ta chỉ cần ghi mỗi cái gì vào đây là xong. Home, consoler chấm gì nhỉ? Index, được chưa? Đấy, ví dụ như ở đây là trang mình sửa thành Burak này. Đấy, được chưa? Burak. À đây đang là home, sao lại tự nhiên là Burak? About đi. About. Đấy thì thay vì cái này thì mình sẽ gì ạ? Viết router ở bên này, được chưa? Viết bằng cách nào? Phẩy một cái này. About này, được chưa? Hai chấm này. Ừ, y hệt như kia. Đúng không? Request phẩy respond mũi hàm mũi tên xoắn. Đấy, respond phản hồi đấy, đúng không? Chấm render ra cái view, đúng không? View tên là gì nhỉ? About. Đây là view này các bạn. Đấy, được chưa? Có thôi không gửi biến đấy nhá.
Vâng. Đây gửi biến này, đây không gửi nữa thì thôi, được chưa? Rồi, ok. Thế thì bây giờ để thằng này nó nhận được ấy thì chúng ta chỉ cần tên là About và gọi đến thằng gì nhỉ? Home Controller chấm cái gì? About. Chấm About xong, chấm hết. Đấy, thế là chúng ta đã mô phỏng được cái mô hình MVC của nó rồi đấy. Nghĩ chưa xong. Nó bảo lỗi này. Title is not defined này. Nhìn thấy chưa? Nó bảo là nhìn thấy chưa? Rồi. Cái nỗi này có đọc được không? Hả? Bởi vì dạ. Cái view của cái tiết le có à, của About nó có tiết le. Đúng. Cộng cho 0.5 điểm. Đấy, chúng ta ở bên cái controller này chúng ta có bắn cái biến sang bên view không? Ở trên này không. Bắn sang bên này có bắn không? Không. Cho nên thằng này nó không có cái biến này, nó không hiểu. Ok chưa nhỉ? Ok luôn ạ. Ok luôn. À không. Ôi giời ơi. Ok luôn mà. Ôi giời. Rồi, chúng ta chặn thử nha. Đấy, ok. Đạt đúng không? Khó chịu. Đúng rồi ạ. 0.5 điểm. Đấy. Ok. Chúng ta sẽ Số bạn sẽ cứ 1 đấy.